Hello, hello, em xin chào cả nhà trên YouTube nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2021. Em lại tiếp tục ra vườn để giới thiệu cái bông trang trắng, lá lớn bông thơm này cả nhà. Rất là thơm luôn. Đấy. Rất là thơm luôn á cả nhà. Bên em có làm mà cây con, cây giống nha cả nhà. Cả nhà có mua thì đặt hàng ủng hộ bên em. Cây trang trắng, lá lớn, thơm, 100% thơm luôn. Thơm hơn tím sen Vĩnh Châu nha cả nhà. Rồi, đây cả nhà xem cái gốc nè, cái gốc bên đây em cắt nè, chiếc nè. Rất là nhiều cây con luôn. Cả nhà nhìn cho mình. Rất là nhiều cây con. Hiện tại trên này là mấy cái anh trên này anh tàn hết rồi nè cả nhà. Mấy bông trên này tàn hết rồi. Em quay qua đây cho cả nhà xem. Quá trùng bông luôn. Bông này ảnh chuẩn bị tàn hết rồi. Nhìn cái nhánh này mắc ở đây luôn nè. Để nhìn xem nè, quá trùng bông luôn. Rất là nhiều bông. Bông ảnh dưới ở đây luôn rồi. Đấy. Rất là nhiều bông. Rất là thơm. Còn nhiều bông lắm cả nhà ơi. Kéo xuống cho cả nhà xem. Đây, cái nhánh ảnh có chút xíu gì mà ảnh ra tược ở đây, ảnh ra bông. Wow. Rất là thơm. Trang trắng. Đây, bên em có làm cây con đây, thì cây con nhỏ đây. Ở dưới này là mấy cái bông này ảnh tàn rồi. Quá trùng bông luôn cả nhà. Đa số mấy bông chuẩn bị tàn hết rồi. Quá trùng bông. Mỗi một đợt, mỗi một tược là mỗi một bông. Đây, rất là nhiều bông luôn nè, cả nhà xem nè. Ở trên đợt nè, là ảnh ra bông, ảnh chuẩn bị tàn hết rồi nè. Đây, nhà em là bông trang trắng là chuẩn thơm 100%. Trang này là trang gừng luôn nha cả nhà. Lá lớn nè. Bụi cây mẹ này thì em không có bán, em bán cây con à. Đấy, cả nhà có nhu cầu thì inbox đặt hàng bên em nhé. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn em giới thiệu mấy cây bông trang trắng. Bye bye cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.